Chúng mình có muốn được giao lưu với tác giả của cuốn sách không nào?
trở nên những cô bé, cậu bé dễ thương hơn. Đây có lẽ sẽ là những cuốn sách rất là bổ ích dành cho các bạn nhỏ. Vậy thì các phụ huynh qua hai cuốn sách cùng con dỗ biết cách phòng chống bạo hành và các sách sau này cùng con hiểu về chống xâm thì không biết là qua hai cuốn sách này chúng ta có thể nhận được các bạn nhỏ gì thích gì không? Thế con biết là bạo lực học đường là gì? À, thế con biết bạo lực học đường là gì nào? Con thưa cô bạn, chủ học bạo lực học đường là đánh nhau ở trường ạ. Thế ví dụ như các bạn bắt nạt nhau thì có được gọi là bạo lực học đường không? Con thưa chú có. Ví dụ như là bạn nào chê bạn khác là béo thì có gọi là bạo lực học đường không? Có. Đúng rồi, bạo lực học đường nó bao gồm rằng là chuyện là dùng vũ lực đánh bạn này, rồi là chửi bới bạn này, rồi là nói xấu bạn này, thì đều được coi là bạo lực học đường. Cảm ơn con. Xin cảm ơn con về câu chuyện cùng bạn. Xin công ty sách Vĩnh Tị xin gửi đến con một phần quà. Vâng, vậy các bạn nhỏ ơi, phía dưới vừa rồi thì bạn nhỏ của chúng ta đã được tặng quà rồi. Vậy thì ở dưới đây có bao nhiêu bạn nhỏ chúng ta muốn nhận quà nữa à? Ui, có rất nhiều bạn đã muốn nhận quà, thế còn những bạn chúng mình không giơ tay thì sao? Chúng mình có muốn nhận quà không ạ? À, vậy thì bây giờ các bạn có sẵn sàng giao lưu cùng với cô Kem này, nhà văn Anh Tú không? Đó. Vậy thì bây giờ để nhận được những món quà của cô thì nhiệm vụ của các bạn nhỏ sẽ phải làm gì anh Tú nhỉ? Sẽ trả lời các câu hỏi. Cô Kem sẽ có những câu hỏi để hỏi các con. Ai biết câu trả lời thì giơ tay, và ai trả lời đúng thì có quà. Đồng ý không? Các bạn có thể trả lời thật to hơn không được không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Wow, vậy thì không để các bạn chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng với câu hỏi đầu tiên. Các bạn ơi, ở nhà thì chúng mình thường đọc sách như thế nào nhỉ? Các bạn nhỏ của chúng ta thường đọc sách như thế nào ạ? Ai có câu trả lời xin mời các bạn hãy giơ thật cao cánh tay lên đi ạ. Anh Tú có thể quan sát giúp cô Kem xem là bạn nào giơ tay cao nhất để có thể mời được. Bạn đi được không ạ? Có, đấy. Bạn đọc áo phải không anh? Đúng rồi. Xin mời thầy áo xanh có thể chuyển mic đến bạn áo trắng ở hàng đó ạ, đó giúp cô Kem được không ạ? Thưa cô là mình phải... Con đã đọc sách ở nhà như thế nào nhỉ? Con ngồi đọc sách ạ. Con ngồi để đọc sách này. Tiếp theo nào. Cô cảm ơn câu trả lời của con. Có bạn nào có câu trả lời khác không ạ? Con thường đọc sách như thế nào? Nào, bạn nào giơ tay cao nhất là ở phía xa kia nào? Bạn đeo kính đang đứng. Anh ơi, anh có thể chuyển mic giúp em xuống bạn đeo kính ở hàng dưới ạ. Đằng sau lưng anh ạ. Ở đằng sau lưng đấy có bạn đeo kính đấy ạ. Vâng. Xin mời con. Ở nhà con thường đọc sách như thế nào nhỉ? Con thường đọc sách. Theo con là ở nhà thì con thường đọc sách như thế nào nhỉ?
rồi, cảm ơn con. Có lẽ thì câu hỏi này hơi khó một chút, thì cô Kem có thể nhờ anh Tú có thể giải đáp cho các bạn nhỏ được không ạ? Con thường đọc sách như thế nào hả anh? Ý của cô Kem hỏi rằng là ở nhà thì các con hay đọc những cuốn sách kiểu như thế nào? Đây là chú sẽ gợi ý, bởi vì chú nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn cũng muốn có quà. Đấy, ý của cô Kem rằng là ở nhà các con hay đọc những cuốn sách nào? Các con ví dụ như là những cái cuốn sách mà các con đã đọc là cuốn sách nào, các con có thể chia sẻ. Thử xem bạn nào nào. Bạn nào sẵn sàng chia sẻ về những cuốn sách mà mình bạn đã đọc ở nhà nào? Bạn nào đọc càng nhiều sách thì sẽ được càng nhiều quà nhá. Nào xem là bạn nào đọc nhiều sách nhất nào. Bạn mặc áo đỏ kia đó. Đấy. Nào, con kể ra xem 5 cuốn sách con đọc là cuốn gì? Có kể được không? Các bạn, con ơi, trước khi nào. Con trả lời câu hỏi này thì cô Kem xin mời tất cả các bạn nhỏ chúng mình cùng nhau ngồi xuống nào. Chúng mình ơi, để lắng nghe được câu trả lời của bạn thì chúng mình cần phải gì nhỉ? Trật gì nhỉ? À đúng rồi, trật tự. Cô Kem xin mời tất cả các bạn trật tự để cùng lắng nghe câu trả lời của bạn nhé. Rồi, xin mời con. Con ơi, con là quà tặng cuộc sống á. Một. Chúng mình cùng nhau đếm nào. Một rồi nào. Tiếp nào, cuốn sách gì tiếp theo nào? Thôi, thế là mất lượt rồi. Nếu mà con không trả lời được là để bạn khác nhá. Ai nữa nào? Rất nhiều bạn này, rất nhiều bạn giơ tay này. Con nhớ được ra chưa? Rồi, vậy là anh Tú ơi, bạn của chúng ta đã kể ra được một cuốn sách rồi. Vậy thì bây giờ có bạn nào sẵn sàng giúp bạn của mình kể thêm nhiều cuốn sách nữa nào? Wow, rất nhiều bạn giơ tay. Đấy, thế có thể đưa cái bạn luôn bên cạnh kìa. Đấy, nào. Đấy, con trả lời xem 5 cuốn sách nhá. 5 cuốn này. Coco là Doraemon à. 1. Doraemon. Cousin. Cousin 2. Son Goku. Son Goku 3. Gì nữa nào? Cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem 4. Một cuốn nữa, cuốn cuối cùng. Nam Bạch Tích và Bạch Chú Lùn. Cảm ơn con. Đã đủ 5 cuốn sách rồi. Vậy thì bạn của chúng mình có xứng đáng được nhận một phần thưởng không ạ các con? Rồi, xin một phần quà dành cho con. Anh Tú ơi, vừa rồi thì cô Kem Bông có nghe thấy các bạn nhắc đến câu chuyện Doraemon là một câu chuyện rất là nổi tiếng đúng không ạ? Và ngay sau đây thì cô Kem cũng có một câu hỏi, nhờ anh Tú có thể đọc câu hỏi này thật to lên cho các bạn ở dưới cùng nghe. Và các bạn hãy chú ý lắng nghe để được nhận quà nhé. Câu hỏi của chú là: nhiều bạn cho rằng đọc truyện tranh như Doraemon, Conan thì không phải là đọc sách. Những cuốn như truyện văn học, sách bách khoa thì mới là sách. Các con có đồng ý với ý kiến này không? Bạn nào có ý kiến chúng mình có thể giơ thật bạn cao nào, cánh tay bạn lên đi. Bạn nào đồng ý thì giơ tay. Bạn áo trắng chú kia hàng thứ hai. Bạn nào sẽ giải thích cho chú nhá. Thì nào, bạn nào giơ tay để giải thích cho chú nào, là vì sao đọc truyện Doraemon với cả Conan thì không phải là đọc sách? Có thể chuyển mic giúp em, giúp bạn đến áo trắng đang đứng ở trên ghế đó ạ. Con đang giơ tay nhiệt tình, rất là nhiệt tình từ những câu hỏi trước rồi. Cháu thưa chú là Không sao, con hãy trả lời thật to lên. Đọc truyện Conan với truyện Doraemon là hai chuyện đấy là truyện tranh chứ không là đọc sách ạ. Thế có bạn nào thì cho rằng là Conan cả Doraemon vẫn là đọc sách thì giơ tay nào. Wow. Nào thì bạn nào trả lời cho chú là tại sao đọc truyện Doraemon với cả Conan thì vẫn gọi là đọc sách. Bạn nào giơ tay. Rồi cô, trong những bạn mời... cô Kem mở bạn đứng gần cô Kem nhất. Rồi đây cô xin mời con ạ. Con ơi, vậy theo con tại sao đọc truyện Doraemon và truyện Conan vẫn là đọc sách nhỉ? Con ơi cô, vì đọc truyện Doraemon đấy cũng là truyện vừa đọc sách ạ. Anh Tú ơi, bạn trả lời rằng là truyện Doraemon cũng vẫn là truyện mà cũng vẫn là sách đấy anh Tú ạ. Thì đúng không rồi. Biết là thực sự ra
thực sự ra chú cũng rất nhiều lần chú có đi giao lưu với nhiều trường tiểu học, chẳng hạn như trường tiểu học Vinschool này hay là trường Đoàn Thị Điểm này, thì rất nhiều bạn cũng lên tiếng rằng là đọc truyện tranh thì không phải là đọc sách. Nhưng mà chú không cho là như thế. Từ sự ra truyện tranh hay là truyện chữ hay là kể cả là sách kỹ năng thì cũng là đọc sách. Nếu như ai đó cứ nói rằng là không cho trẻ con đọc truyện tranh thì chú nghĩ rằng là bởi vì là mọi người nghiêm khắc quá. Thật sự ra đọc truyện tranh nó cũng có thể giúp chúng ta phát triển rất nhiều thứ, chẳng hạn như là cái tư duy về hình ảnh chẳng hạn. Chẳng hạn như là cái câu chuyện Doraemon chẳng hạn, họ cũng dạy chúng ta rất nhiều điều thú vị đấy chứ. Cho nên là chú nghĩ rằng là miễn là các con chịu đọc sách thì bất kể đó là cuốn sách gì, nó cũng đều giúp các con rất nhiều. Đọc sách kỹ năng có thể giúp các con biết tự bảo vệ mình, biết thêm những kiến thức. Đọc những cái cuốn sách về bách khoa toàn thư cũng sẽ giúp cho con những cái hiểu biết. Đọc những cuốn sách văn học sẽ khiến cho các con làm giàu thêm cái ngôn ngữ của mình, đặc biệt là không biết sai chính tả. Nếu các con mà chịu đọc sách, chắc chắn là các con không bao giờ biết sai chính tả, và chắc chắn là các cô giáo thì rất thích điều này. Vậy là khi đọc sách văn thì sẽ giúp chúng ta trau dồi về vốn từ. Vậy thì khi đọc những cuốn sách kỹ năng thì sẽ giúp các bạn chuẩn bị những hành trang, giúp chúng mình tự bảo vệ bản thân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu hỏi kỹ năng nhé. Câu hỏi đầu tiên, con sẽ làm gì nếu một ngày ở nhà một mình có người lạ cố tình cậy cửa vào nhà mình? Theo các bạn là các bạn sẽ làm gì ạ? Ai nếu biết nào? Nếu có một người lạ cố tình cậy cửa vào nhà mình thì mình sẽ làm gì nào? Nào, đây. Mời... Cô mời con. Con nhớ cô là con sẽ chạy lên phòng và khóa cửa và gọi công an. Chạy lên phòng, khóa cửa và gọi chú công an. Có bạn nào có câu trả lời khác không ạ? Rồi, cô xin mời con ạ. Con nhớ cô là con sẽ hét lên và mọi người sẽ nghe thấy và ra giúp con ạ. Hét lên và gọi kêu cầu sự giúp đỡ. Vậy thì theo anh Tú, câu trả lời của hai bạn thế nào ạ? Thực sự ra đó cũng là một cái phản ứng tự nhiên, nhưng nếu như các con có thể tránh xa cái kẻ coi như là cậy cửa vào nhà thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Các con làm thế nào để chạy thật nhanh ra khỏi nơi khác, bởi vì chú luôn luôn nhắc các con là nên bảo vệ sinh mạng của mình bằng mọi giá. Các con nên bỏ chạy thật nhanh ra khỏi khu đấy. Xin cảm ơn anh. Và câu hỏi tiếp theo để dành cho các bạn nhỏ là: vì sao chúng ta lại cần lựa chọn những đồ ăn trong nhóm thực phẩm an toàn như là rõ nguồn gốc, ăn chín uống sôi và cần phải rửa tay trước và sau khi ăn ạ? Ai nào? Rồi, cô không biết là ai đang cầm micro có thể chuyển giúp cô. Anh có thể chuyển giúp cô kem xuống bạn nhỏ đang đứng đây được không ạ? Dạ, con thưa cô là để cho những con vi khuẩn đỡ vào tay mình ạ. Con có thể nhắc lại cho em. Dạ, con thưa cô là rửa tay trước khi ăn để cho những con vi khuẩn đỡ vào tay mình ạ. Rồi, cảm ơn câu trả lời của con. Đó là cần phải rửa tay sạch trước khi ăn để không bị gì nhở? Không bị vi khuẩn, đúng nào. Rồi tiếp theo, ai nào, bạn nào câu trả lời nào? Rồi, cô mời con nào. Cô mời con nào. Con thưa cô là phải rửa tay trước khi ăn là tay là ô nhiễm tay, và nếu mà mình ăn con vi khuẩn vào là mình sẽ bị đau bụng. Chúng mình ơi, chúng mình đã nghe rõ câu trả lời của bạn chưa nhở? Chưa đúng không nào? Vậy thì anh Tú có thể câu hỏi này giúp cho các bạn to và rõ ràng để tất cả các bạn chúng ta cùng nghe thấy được không ạ? Theo anh Tú thì vì sao chúng ta chọn đồ ăn cho
có thực phẩm rõ nguồn gốc chín, uống sôi và vẫn phải rửa tay trước và sau khi ăn ạ. Bởi vì là như hai bạn nhỏ vừa trả lời đấy, rằng là chúng ta phải rửa tay trước khi ăn để mà đảm bảo được sức khỏe của chúng ta không để bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn nó vào bụng, nó sẽ khiến cho chúng ta bị đau bụng, đúng không? Cho nên là đã chúc mừng hai con vừa đã trả lời được và mỗi con đều có món quà tặng. Và một câu hỏi cuối cùng, cơ hội quà cuối cùng đấy ạ. Những bạn nào chúng mình chưa được nhận quà thì chúng mình hãy giơ thật cao cánh tay lên để trả lời câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi của chúng ta là: khi đi siêu thị hay ở chợ nơi đông người, nếu không may bị làm mất bố mẹ, con sẽ làm gì để tìm được bố mẹ? Bạn nào? Ôi, có lẽ là các bạn ở phía trên gần cô Tú, gần cô Kem và anh Tú thì có rất nhiều câu trả lời, nhưng bây giờ mình có thể mời bạn ở phía xa kia được không ạ? Anh Tú có thể chọn giúp cô Kem một bạn được không ạ? Bạn cô gái đang giơ tay rất là cao kìa, mặc váy à, đấy. Rồi, xin mời cô gái đang cầm cái chai đấy. Con giơ chai lên để mọi người nhìn thấy là con nào. Rồi, chúng mình hãy giơ thật cao lên nè để chú có thể nhìn thấy con và mang mic tới nơi của con đứng nhanh nhất có thể nào. Con thưa chú là khi đi chợ hoặc đi siêu thị con bị lạc bố mẹ. Khi ở siêu thị con sẽ ra quầy tiếp tân để con đọc tên, để các cô đọc tên cho trên loa để bố mẹ ra trước để con tìm thấy con ạ. Đúng rồi, chúc mừng con. Rồi, vậy là bạn nhỏ vừa trả lời câu hỏi cuối cùng của chúng ta thật là chính xác đúng không các con? Các con có thể dành cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta một tràng vỗ tay được không ạ? Vì những câu trả lời chính xác của các bạn. Và anh Tú ơi, thời lượng của chương trình thì sẽ không còn nhiều nữa. Thì không biết anh Tú sau ngày hôm nay anh có muốn gửi gắm những gì đến các bạn nhỏ trong chương trình ngày hôm nay không ạ? Hôm nay chú đến đây gặp các con, điều mà chú mong muốn đó là các con sẽ chịu khó đọc sách nhiều hơn. Bởi vì cái việc các con đọc sách nó sẽ giúp cho các con, tất cả những bạn nào đọc sách sẽ thông minh hơn bạn không đọc sách. Bạn nào mà đọc nhiều sách thì chắc chắn là sẽ về sau này sẽ thành công hơn rất nhiều so với những bạn không đọc sách. Và ngoài ra cũng như là cái cuốn sách của chú thì chú vẫn mong rằng là các con nên nhớ một điều rằng là nếu như các con gặp bất kể một vấn đề gì, bị các bạn đánh hay là bị các bạn bắt nạt hay là bị một ai đó xâm hại hoặc là chạm vào người con, làm những cái điều mà các con không muốn, thì chú rất mong là các con nếu ở trường tìm ngay đến thầy cô, gặp ngay cô giáo và thầy giáo để mà mách với thầy cô. Nhớ chưa? Không bạn nào được giấu, không bạn nào được giữ ở trong lòng. Và kể cả là nếu các con bị đe dọa là cấm được nói thì các con đừng bao giờ nghe theo những lời đe dọa đó. Hãy tìm ngay đến thầy cô để mà chia sẻ với thầy cô những điều đó. Và ở nhà thì cũng thế, có thể là nói với bố mẹ, nên nói với bố mẹ và chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn. Và cuối cùng chú cũng mong rằng là các thầy cô trường tiểu học Bạch Mai có thể lắng nghe các con nhiều hơn, giúp các con cởi mở và chia sẻ với bản thân mình nhiều hơn. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Tú và cô Kem. Hy vọng rằng sau cuộc giao lưu ngày hội sách ngày hôm nay thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ trở thành những bạn nhỏ thông thái, chọn những cuốn sách cho mình thật hay và ý nghĩa. Nếu như mà chúng mình thấy cuốn sách đó hay thì hãy chia sẻ đến bạn của mình nhé. Và ngay sau đây thì xin mời cô Phạm Thị Thảo, phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ có một bó hoa tươi thắm gửi đến anh Tú ạ. Xin mời cô. Vâng, và ngay sau đây xin mời bà Phạm Thị Loan lên trao tặng 200 cuốn sách dành cho các bạn nhỏ trường tiểu học Bạch Mai ạ. Vâng, và ngay sau đây xin mời cô Phạm Thị Thảo lên sân khấu để nhận phần quà từ công ty sách Đinh Tị ạ. Nào các bạn học sinh trường tiểu học Bạch Mai ơi, chúng mình ngồi xuống nào.